Hello mọi người. Hôm nay về được một cái uh, máy thái 4.000 nha. Theo cầu của anh khách nè, hỏi bên công ty thì còn được hai cái duy nhất là Anh lấy một cái còn một cái anh em nào mà đang có nhu cầu size 4.000 thì alo uh, đạn nha, còn một cái duy nhất nha mọi người. Hôm trước về thì size 6.000 thôi à, size 6.000 thì còn hàng đủ cho mọi người nè. Cái uh, dòng này máy đẹp nha mọi người. Hôm rồi một số anh em nhận hàng rồi Nói là đánh giá cũng ok đó Test thử chứ mà cá Tầm một chục mười mấy ký Dòng sáu ngàn thì Mọi người đánh vô tư nha Còn bốn ngàn thì chắc là lua thôi nha mọi người Anh kia nhận một cái rồi Là dạng lua rồi Thì size bốn ngàn thì nó cũng tầm Bốn ngàn của hãng Shimano Ngang ngửa với FX Hoặc là Sina đó mọi người Đây nè thông số của size bốn ngàn nè cân nặng của nó là 265 g nha, Rito là 5.7 trên 1. Bật đạn thì vẫn là 7 cùng 1 bật đạn nha, mắc ráp thì 12 kg thôi. So với size 6.000 thì 6.000 nó mắc ráp tới 10 16 kg, nó cao hơn nha mọi người. Dòng này câu lua hoặc là đi câu những cần nhỏ đánh suối này kia đó. Thì máy anh em nhận hàng không có gì chê hết nha mọi người, chỉ một khuyết điểm nhỏ là ở chỗ cái phần cái tay quay đâu rồi cái tay quay đây này tay quay thì một số anh em thích cái nấm tròn thì dòng này muốn lên nấm tròn thì phải cưa cái cốt rin nha này có tháo ra rồi một số anh em cũng hỏi là có lên nấm tròn được hay không đó. thì muốn lên được thì phải cưa cốt rin đi nhưng mà là nghĩ thì không cần cưa cốt rin đâu máy mới mà cưa cốt đi thì lại mất giá trị của máy nữa chúng ta vẫn để cái tay tay quay này chúng ta cầm vẫn quay được vô tư nha còn một số anh em lại thích cái tay quay kiểu này chung là mỗi người một ý nha sở thích của mọi người thì không có bắt buộc phải thích chung nha mọi người anh thích dẹp anh thích tròn thôi địa ca sai 4.000 còn một máy duy nhất luôn mọi người ơi anh em nào mà đang cần thì chốt lại nếu không để hết hàng nha còn 6.000 thì vẫn còn đầy đủ hàng cho mọi người đợt này về cũng giới hạn nhưng người không có nhiều qua tới tháng 3 tháng 4 năm sau hẹn mới về tiếp á đây là size 6 ngàn nè Đi -đi ca size 6 ngàn máy full kim loại luôn nhìn kỳ đẹp nha mọi người máy cứng cáp tiếng pin cũng kêu lớn nha chung mà cũng vừa phải không lớn lắm mà cũng không nhỏ nha một tay nên khó đây đó tiếng kia cũng thanh nha mọi người đây 6.000 tay quay nó vẫn giống vậy thôi nó to hơn này to hơn cái size 4.000 một tí thì nếu mà size của máy Thái này 6.000 thì nó cũng uh, ngang tầm với uh, Shimano 6.000 nha mọi người ví dụ dòng Shimano Ferros 6 nè hoặc là Chaddick hoặc là Sararossa thì cái dòng này cái size nó cũng uh, bằng tầm cỡ đó nha mọi người máy nhìn cực kỳ ngầu luôn nè người nhìn cái cái phần phần nồi phía trong nè đó đây cực kỳ đẹp nha thì dòng máy này một số anh em lại hỏi cái xuất xứ cái sản xuất ở đâu nha mọi người thì Ryuko Ryuko là của Thái Lan hiện là sản xuất tại Thái Lan luôn nha mọi người không phải là sản xuất ở China nha một số anh em nói lại nói là sản xuất ở China thì công ty Rioco nhà máy công ty thì ở Thái Lan luôn nha mọi người. Và có văn phòng đại diện ở Việt Nam luôn nên cái dòng máy Thái này không phải sản xuất China nha. Nên một số anh em hỏi đó, nó là máy xuất China không phải nha. Nói rồi thì lại một số cái thông số của size 6000 nha mọi người. Đây là size 6000, rotor 5.1. 5.1 hả ta? Đúng rồi 5.1 thì cái máy máy nhỏ thì size 4000 nè nó cao hơn 5.7 dòng tua nó lẹ hơn cho người câu lua còn cái này dòng tua thấp hơn cho người đi câu câu ngâm câu hồ cho người hồ dụ nè nó dòng máy này 16 kg nhưng mà vào hồ có tết cá tầm mười mấy hai chục kg thì cảo thoải mái nha mọi người bật đạn thì vẫn là 7 công 1 nha cả hai size 4.000 và 6.000 đều là 7 cộng 1 hết Mắc ráp thì chỉ mắc ráp này 12 6.000 thì mắc ráp keo cao hơn 6.000 mắc ráp được 16 kg Và thông số vào dây Nếu mà sai 0.40 Mấy 6.000 nha Vào được 210 m Nếu câu hộ thì mọi người hay đánh size 55 40, 50, 55 Chắc cũng khoảng được 140 m nha mọi người 140, 150 m Cho anh em đi câu câu hồ Còn cái này câu lua rồi nên vào dây sẽ ít hơn là cái nội sẽ nhỏ hơn dây 0.30 vào được 220 m cái này mà vào dây 0.50 cho khoảng chừng 100 m là nhiều nói rồi ok 4.000 thì còn duy nhất một cái giá của nó là 1 triệu 480 000 còn sai 6.000 6.000 là 1 triệu 680 000 và shop tặng cho người một cuộn cước Ryuko của Thái luôn Anh em nào chốt hàng thì alo ngay nha Hàng gửi đến tận nơi cho mọi người xem hàng Kiểm tra hàng xong rồi trả tiền Không có cọc trước nha mọi người Mọi người yêu thích thì cứ alo shop rạng qua hai số điện thoại trên màn hình nha Cảm ơn tất cả mọi người